Đã bao giờ bạn tự hỏi điều gì làm nên sự khác biệt của những trường đại học mà bạn đã, đang và sẽ theo học? Đó có thể là về chất lượng giảng dạy, môi trường năng động, nhiều gái sinh hoặc cũng như là những nỗi bức xúc của sinh viên như là học phí cao, cơ sở vật chất thiếu thốn. Hôm nay mình xin viết một bài phân tích dữ liệu về những nét đặc trưng của một số trường đại học lớn ở Hà Nội dựa vào review mình scrape được từ Google Maps. Dữ liệu mình sử dụng và thuật toán xử lý. Phần này mình sẽ viết đơn giản nhất có thể, chứ không đi sâu vào chi tiết. Dữ liệu mình sử dụng là reviews trên Google Maps. Mỗi trường đại học sẽ có khoảng vài trăm review, tùy vào độ lớn nhỏ và nổi tiếng. Đây là nguồn dữ liệu tốt nhất mà mình biết khi thực hiện project này. Nếu ai biết có nguồn nào khác hơn và đáng tin cậy hơn thì có thể góp ý cho mình nhé. Sau đó mình sử dụng thuật toán LDA trong Machine Learning, đại loại là nó sẽ trích ra được những từ mang tính đại diện nhất cho mỗi ngôi trường mà hiếm gặp ở những ngôi trường khác. Cuối cùng là loại bỏ đi những từ không mang nhiều lại giá trị và xây dựng nên word cloud cho các từ còn lại. Bởi vì lượng dữ liệu không đủ lớn và bộ công cụ xử lý ngôn ngữ tiếng Việt chưa được đầy đủ như tiếng Anh, dẫn đến một số từ khóa trong word cloud có thể không mang tính ý nghĩa dù mình đã lọc đi rất là nhiều. Nhưng chúng ta vẫn sẽ thấy được khá nhiều insight hay. Hãy bắt đầu bài phân tích bằng trường có review cao nhất và nổi tiếng nhất về khoa học kỹ thuật. Đại học Bách Khoa. Như chúng ta có thể thấy, với thiết kế độc đáo thì cổng Parabo được xây dựng cách đây khoảng 50 năm là một hình ảnh mang tính biểu tượng của trường Đại học Bách Khoa. Cổng Parabo còn được gọi là cổng Soliton, sóng đơn. Vì vị kỹ sư Liên Xô thời đó muốn xây dựng một cái cổng mang hàm ý nghĩa đúng như là ý nghĩa của sóng đơn, ngọn sóng cô độc vượt lên tất cả. Bách Khoa còn nổi tiếng vì món bánh tráng trộn. Đây là địa điểm tập kích của mình và bạn bè sau khi đi làm về. Có những lúc thấy lòng hoang hoảng, bạn bè lại hú nhau ra đây, mua bịch bánh tráng trộn, ngồi lên mấy chỗ xe đẩy nước mía, vừa uống nước mía, vừa ăn bánh tráng trộn. Đối với nhiều người, Bách Khoa là trường đào tạo kỹ sư số 1, number 1, nhưng học thì vừa khổ vừa khó và khá nhiều bạn ao ước được trở thành sinh viên của ngôi trường này. Điều thú vị nhất hiện nay, trường đang bị review tiêu cực về những sự mập mờ trong vấn đề tài chính. Chi phí học tập của sinh viên tăng mạnh không tương xứng với chất lượng mà nhà trường đem lại. Học phí quá đắt, thêm việc cơ sở vật chất không đúng với mức học phí bỏ ra. Trên trang tuyển sinh thì mập mờ không rõ ràng về học phí. Học phí đắt không tương xứng với cơ sở vật chất và chất lượng giảng dạy. Học nặng về đại cương vô bổ, không giúp ích gì sau này. Học phí lúc tuyển sinh thì 20-24 triệu trên một năm. Lúc học thì 15-16 triệu trên kỳ. Tín chỉ thì lại chia hai loại. Tín chỉ học phần, tín chỉ học phí. Lúc tuyển sinh thì lại không nhắc đến, học phí cứ tăng theo hàng năm, mà cơ sở vật chất thì vẫn y như cũ. Không chỉ mỗi Bách Khoa, trong bài phân tích này các bạn có thể thấy rất nhiều trường có vấn đề về học phí, đắt đỏ nhưng không tương xứng với chất lượng giảng dạy và cơ sở vật chất. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng đến với hai người hàng xóm thân thiết của Bách Khoa. Đại học Kinh tế Hoàng gia. Cha ông ta có câu, tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Đối với trường kinh tế quốc dân thì gỗ không biết như thế nào, nhưng sơn thì chắc chắn là thuộc loại hảo hạng. Những tính từ miêu tả thì luôn luôn là đào to búa lớn như là hoàng gia, hào hùng, sang trọng, hoành tráng, hiện đại và khổng lồ. Phòng học đẹp, có điều hòa mát mẻ, trang thiết bị hiện đại, hai máy chiếu, loa chuẩn, bàn ghế đẹp. Trường hoành tráng sang trọng nhiều view đẹp để chụp ảnh, trai thanh nữ tú, giảng viên thân thiện, đáng để học tập, nhiều cây cối và không gian xanh, thoáng. Đổi lại thì tình trạng học phí tăng cao, không tương xứng với chất lượng dạy học ở NEU cũng đang rất nhức nhối. Trường đào tạo tốt nhưng hiện giờ học phí hơi cao, hoạt động sinh viên tương đối là tốt và vui. Rate một sao vì tăng học phí 30% mỗi năm. Chất lượng đào tạo thuộc hàng đầu của Việt Nam trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, những năm gần đây xuất hiện nhiều phản hồi kém về việc mở rộng đào tạo và đặc biệt là vấn đề tăng học phí quá cao. Đại học xây dựng. Trường Đại học Xây dựng tiền thân là khoa xây dựng của Đại học Bách Khoa, sau đó tách ra, cũng rất nổi tiếng trong việc đào tạo các kỹ sư, kiến trúc sư với kiến thức chuyên sâu. Nhưng đập vào mắt chúng ta là những từ ngữ kinh khủng như là lò sát sinh, nóng,
thiêu. Phòng học mãi không lắp điều hòa trong khi trời thì nóng như thiêu như đốt. Lò sát sinh 55 giải phóng. Em yêu xây dựng, em yêu lò sát sinh 55 giải phóng. Cá nhân mình thì không recommend trường này vì bạn bè mình làm nghề xây dựng cực kỳ vất vả. Học thì thuộc loại khó nhất trong các trường đại học, lương thì bèo bọt, đi làm nhiều khi còn ảnh hưởng đến tính mạng. Hầu hết đều bỏ nghề, tìm con đường khác mà kiếm sống. Lò sát sinh là một từ rất đắt giá để miêu tả ngôi trường này. Đại học Y Hà Nội. Tiền thân của trường Y Hà Nội là trường Y khoa Đông Dương, do Pháp thành lập vào năm 1902. Hiệu trưởng đầu tiên của trường là bác sĩ Alexandre Gerson. Ông là một danh nhân người Pháp được rất nhiều người Việt Nam yêu quý. Và đây là một trong những trường đào tạo theo lối giáo dục phương Tây đầu tiên ở Việt Nam. Chúng ta có thể thấy nhiều từ khóa thể hiện sự tinh hoa, học thuật và chuyên môn cao như là tinh hoa, tay nghề, giáo sư, thành tựu, tiền bối và điểm cao. Có một điểm trừ là sự ô nhiễm ở xung quanh trường. Trường đại học của mình, HMU rất đẹp, rộng và thoáng mát, không khí trong lành so với ngay tuyến đường Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, đông đúc và ô nhiễm ở bên ngoài. Nếu nhìn ngoài vào thì trường khá bé, tuy nhiên trong trường thì rất rộng rãi và mát, điểm trừ là hồ nước ô nhiễm ngay cạnh trường. Học viện An ninh Nhân dân. Trường Học viện An ninh Nhân dân hay còn gọi là C500 là một trường trực thuộc Bộ Công an, nặng tính nhà nước và chính trị, nên ta có thể thấy khá nhiều từ khóa như là chính trị, đảng hay là con ông cháu cha. Ngoài ra thì trường chắc cũng khá rộng do nằm ở ngoại ô, có cả sân bóng lẫn bể bơi. Trường chủ yếu bồi dưỡng các nghiệp vụ về an ninh nhân dân, còn cổng vào trường thì lúc nào cũng có người canh gác. Trường đẹp, nhiều anh chiến sĩ đẹp trai xinh gái gác cổng. Học viện Tài chính. Cũng là một trường đào tạo về kinh tế tài chính giống như là kinh tế quốc dân, nhưng ở xa nội thành, đi lại khó khăn. Trường nổi tiếng về chuyên ngành kế toán tài chính, đồ ăn bán xung quanh trường thì ngon. Trường đào tạo về mảng kế toán tài chính rất tốt, là sự lựa chọn cho các bạn học sinh. Trường đẹp nhưng hơi nhỏ, cổng trường luôn đông đúc, quanh trường thì có nhiều quán và đồ ăn ngon. Sinh viên thì rất là chăm chỉ và nỗ lực. Càng học càng khám phá được nhiều điều thú vị, bạn bè đứa nào cũng chăm chăm như chưa bao giờ được chăm. Các bạn gái ở đây rất xinh và dễ thương, họ rất chăm chỉ và nỗ lực, đáng nể phục. Nhận xét từ một cô gái trường hàng xóm láng giềng. Học viện Ngân hàng. Là một trường đào tạo về tài chính, nhưng nằm trong nội thành ngay con phố Chùa Bộc nổi tiếng về mức độ tắc đường nhất nhì Hà Nội lúc tan tầm. Học xong ra làm banh thì suốt ngày được đếm xèng vì đếm tiền, khổ cái là không phải tiền của mình. Học viện Đào tạo Nhân viên Đếm tiền Việt Nam. Học ra ngồi đếm xèng. Trường đào tạo về nghiệp vụ ngân hàng tốt, ngoài ra thì có nhiều hoạt động sinh viên tình nguyện và các bạn nữ thì rất xinh đẹp. Sinh viên tình nguyện của trường đi làm công tác phân luồng giao thông quá tốt. Nữ sinh học viện ngân hàng rất xinh và duyên dáng. Đại học Harvard Chùa Láng. Nổi tiếng là lò đào tạo hoa khôi hoa hậu của Việt Nam. Không chỉ có mỗi bề ngoài, trường còn rất mạnh về các hoạt động câu lạc bộ nhằm nâng cao kỹ năng mềm. Sinh viên thì năng động, tự tin, thành đạt và thường làm cho các tập đoàn lớn. Đây là trường đại học top đầu Việt Nam, nổi tiếng với những sinh viên năng động, sáng tạo, học giỏi, viết tắt là sinh viên FTU. Có rất nhiều hoa hậu xuất thân từ trường đại học này. Trường học với nhiều hoạt động câu lạc bộ, từ các câu lạc bộ chuyên môn cho đến câu lạc bộ sở thích, ngôn ngữ, hội đồng hương. Đây là một trong những trường đại học danh tiếng nhất ở Việt Nam. Sinh viên của trường khá thành đạt sau khi ra trường. Trường chú trọng vào đào tạo ngôn ngữ và các kỹ năng mềm cho sinh viên. Chất lượng giáo dục cũng như các thầy cô tâm huyết với nghề giúp sinh viên ra trường có thể xin vào những tập đoàn lớn. Trong số các trường mình phân tích thì FTU là trường có review tốt nhất, nên đây có thể là một sự lựa chọn không tồi cho các em sinh viên lớp 12 chưa biết chọn trường nào trong năm tới. Thời đại công nghệ bây giờ, khi mà các kiến thức chuyên ngành của các trường đại học top thế giới tràn ngập trên mạng thì kỹ năng mềm trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, vì đây là kỹ năng mà không có khóa học online nào có thể dạy được.
Đại học FPT. FPT, trường đại học nổi tiếng ở Việt Nam với cam kết đầu ra lương ít nhất 8 triệu đồng một tháng, nên nhiều người dù không có nhiều tiền vẫn cố gắng cho con vào học. Về đào tạo công nghệ thông tin thì chất lượng cũng khá tốt khi trường tiên phong trong việc xuất khẩu phần mềm ở Việt Nam. Một ngôi trường khang trang, sạch sẽ, nhiều cây cối mang lại cảm giác hòa mình với thiên nhiên. Trường đẹp với cảnh quan thiên nhiên, nhiều cây cối và có hồ sen rất đẹp. Về cảnh quan và cơ sở vật chất thì quá tốt rồi, nhưng có rất nhiều từ khóa tiêu cực liên quan đến cách trường PR và chất lượng dạy học như phẫn nộ, phản đối, doanh thu, mặc kệ, viễn cảnh. PR trá hình, vẽ ra các viễn cảnh màu hồng cho các bé lớp 12 đâm đầu vào, rồi bỏ bê khi đã đổ một đống tiền và không thể rút ra. Dịch vụ cực kỳ tồi khiến sinh viên phẫn nộ, tự đề ra mọi quy định và chính sách vô lý, miễn sao có lợi về mặt doanh thu và mặc kệ chất lượng giáo dục đi xuống và sinh viên phản đối. Trường sự thật không như marketing và quảng cáo, quá quan trọng về học phí và doanh thu mà bỏ bê chất lượng. Về cá nhân thì mình vẫn cho em trai mình đi học FPT vì được miễn phí 1 năm học tiếng Anh khi có bằng IELTS và học bổng 100%. Nhưng những review trên là khá chính xác. Nếu bạn nào có ý định đi học FPT thì nên được ít nhất IELTS 6.0. Có học bổng nữa thì càng tốt để đỡ được nhiều thời gian và tiền bạc. Tính ra chi phí học hành sẽ chỉ ngang bằng các trường khác, chưa kể ra trường sớm 1 đến 2 năm tùy ngành. Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia. Trường Khoa học Xã hội Nhân văn nằm ngay cạnh trường Khoa học Tự nhiên, đều nằm trong tổ hợp của trường Đại học Quốc gia. Đây là ngôi trường cổ kính, có nét hoài cổ, tạo ra cảm giác gần gũi, nằm đối diện với nhà máy thuốc lá Thăng Long. Ngôi trường lâu đời mang rất nhiều nét hoài cổ. Trường rộng, đẹp, mỗi tội là đối diện thuốc lá Thăng Long, sợ nhất mùi thuốc lá. Ngôi trường với bề dày lịch sử, các thầy cô tâm huyết hết lòng vì sinh viên trong trường thì năng động, trẻ trung, nhiệt huyết, chăm chỉ, tất cả tạo nên một nhân văn vô cùng trẻ trung mà cũng gần gũi. Đại học Thăng Long. Từ trước đến nay, trường Đại học Thăng Long vẫn luôn được coi là một trong những trường đẹp nhất ở Việt Nam. Khu vườn dành cho sinh viên siêu xịn sò, có ghế đu, có bàn, có chim bồ câu, có nhạc du dương. Bác bảo vệ chỗ hầm gửi xe cũng rất có tâm, cho mình gửi đồ và còn lau phấn ở vành xe nữa. Trường trang bị cơ sở vật chất tốt, có các dãy nhà làm mô hình khách sạn thuận lợi cho các sinh viên thực hành. Các khu vườn đẹp, thẩm mỹ cao, có cả chim bồ câu. Trường hơi xa trung tâm nhưng khá có tiếng và có nhiều tài năng học tại đó. Phòng tập gym có nhiều cây xanh và nữ sinh thì xinh đẹp. Đại học Hà Nội. Trường Đại học Hà Nội là tên cũ của trường bổ túc ngoại ngữ, được thành lập vào năm 1959. Đến năm 1967 thì đổi tên thành Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Thế nên trường rất có lợi thế trong việc đào tạo về ngôn ngữ. Nhiều sinh viên ra làm biên phiên dịch các ngôn ngữ như là Anh, Hàn, Nhật, Trung. Ngoài ra thì trường còn có nơi luyện tập thể dục thể thao và sân bóng rộng đẹp. Sân bóng từ 5 giờ chiều đến 10 giờ 30 rất đông người tập thể dục thể thao, rất vui. Đào tạo ngoại ngữ phiên dịch thì Đại học Hà Nội là đỉnh nhất. Trường nhiều khoa đặc biệt với nhiều khoa ngoại ngữ như Trung, Hàn, Anh, Nga. Thường xuyên tổ chức ca múa nhạc của từng khóa, gái Hanu rất xinh và năng động. Nếu các bạn nào muốn học về ngôn ngữ thì mình nghĩ Đại học Quốc gia sẽ là một sự lựa chọn rất tốt bởi sự năng động và hiện đại. Xếp hạng về gái xinh của các trường đại học. Phần này mình sẽ tạo ra một bảng xếp hạng về tỷ lệ gái xinh của các trường đại học dựa vào số review trừ các từ khóa như là gái, xinh, hot girl, chia cho tổng số reviews. Lưu ý đây chỉ là một phân tích vui và có thể có sai sót do dữ liệu không đủ lớn và bị bias. Vì có đến tận 32 trường không nhét được vào một bảng xếp hạng nên mình sẽ chia thành hai, mỗi top gồm 16 trường. Đại học Sân khấu Điện ảnh ẵm ngay vị trí top 1 của bảng xếp hạng. Theo sau là Đại học Ngoại ngữ và các trường chuyên đào tạo về ngành kinh tế, tài chính, ngôn ngữ khác. Năm best bảng xếp hạng hầu hết là các trường có thế mạnh về khoa học kỹ thuật. Theo đó, nếu bạn muốn có người yêu, hãy chọn trường đại học để học hoặc để giao lưu một cách khôn ngoan. Kết bài.
Trên đây là bài phân tích của mình về điểm đặc trưng của các trường đại học ngoài Hà Nội dựa vào dữ liệu từ Google Maps. Do nguồn lực có hạn và dữ liệu còn ít nên mình chỉ phân tích những trường đại học có cá tính nhất. Hầu hết những trường còn lại đều có quá ít reviews hoặc là không có gì quá đặc biệt. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!